Kế toán Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa kế toán. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với tiêu chí lấy học viên làm trung tâm, lấy nhu cầu xã hội làm định hướng và lấy chất lượng đào tạo làm vũ khí cạnh tranh nhằm nâng cao tối đa chất lượng đào tạo cũng như hỗ trợ các bạn học viên trong quá trình làm nghề kế toán tại các doanh nghiệp, Kế toán Hà Nội sẽ tổ chức các buổi giải đáp định kỳ trực tuyến về các tình huống thuế và kế toán. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn. Trong tháng 1 năm 2012, số doanh nghiệp thành lập mới của Việt Nam là 4.117 doanh nghiệp, năm 2013 là 5.377 doanh nghiệp, năm 2014 là 8.866 doanh nghiệp. Như vậy, trong tháng 1 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013 tăng 1.260 doanh nghiệp, tháng 1 năm 2013 đến tháng 1 năm 2014 tăng 1.489 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1 từ năm 2012 đến năm 2014 có xu hướng tăng lên. Chỉ có trong tháng 2 năm 2013 đến năm 2014 có xu hướng giảm nhưng không đáng kể. Vừa rồi các bạn đã được xem một số hình ảnh về tổng số doanh nghiệp của cả nước hiện nay đang hoạt động và tình hình đăng ký mới của các doanh nghiệp trong tháng 3 năm 2014. Do Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội, thương hiệu Kế toán Hà Nội chúng tôi tổng hợp. Quý vị và các bạn, và để giải đáp những vướng mắc liên quan đến thuế và kế toán, hay cụ thể nội dung ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến đó là quản lý sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp, thì chúng tôi có mời tới trường quay chuyên gia Nguyễn Việt Hà, người đã có nhiều năm làm công tác kế toán thực tế, trải qua nhiều kỳ kiểm toán, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp, và ngoài ra hiện nay thầy còn là giảng viên cao cấp của Kế toán Hà Nội và cũng làm công tác tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về thuế và kế toán. Vâng, xin cảm ơn thầy đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, ban biên tập của Kế toán Hà Nội đã liên tiếp nhận được những câu hỏi của các bạn qua địa chỉ hòm mail kthn@gmail.com. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng giải đáp những câu hỏi này. Và câu hỏi đầu tiên gửi cho chúng tôi đến từ một bạn có địa chỉ email hươngnguyễn12@gmail.com, và trong thư bạn có viết: Kế toán viết sai hóa đơn đầu ra thì trong trường hợp chưa xé cuống và trong trường hợp đã xé cuống và giao cho khách hàng liên hai thì khi báo cáo số hóa đơn viết sai, em sẽ báo cáo ở cột xóa bỏ hay làm thế nào? Và câu số 2 của bạn Hương Nguyễn gửi tới cho chương trình đó là: tháng 2 công ty xuất hóa đơn đầu ra bán sản phẩm máy tính cho công ty HP, sang thứ 3 công ty HP trả lại sản phẩm máy tính, vậy kê khai thuế giá trị gia tăng ta phải làm như thế nào? Và ngay sau đây thì xin mời thầy Việt Hà hãy giải đáp câu hỏi cho bạn Nguyễn Hương. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hương đã đưa ra câu hỏi cho chương trình về tình huống sử dụng khi các bạn viết hóa đơn. Thì ở câu thứ nhất, tôi xin trả lời cho các bạn là về quy tắc về khi chúng ta viết hóa đơn bán hàng. Thì ở đây là các bạn hay gặp tình huống là chúng ta viết hóa đơn sai nhưng ta không biết cách xử lý cho đúng theo yêu cầu cơ quan thuế. Ở đây nếu như khi các bạn viết hóa đơn mà chúng ta liên hai chưa xé ra khỏi cuống mà chúng ta phát hiện sai sót thì rất đơn giản, các bạn chỉ gạch chéo và chúng ta viết lại liên số hóa đơn khác. Thế còn trong trường hợp mà hóa đơn đó các bạn viết sai nhưng liên hai đã giao cho khách hàng rồi thì để được chấp nhận hóa đơn này xóa bỏ, các bạn phải làm đầy đủ các thủ tục đúng theo các bước như sau. Đầu tiên là hai bên phải lập biên bản ghi nhận lý do hóa đơn viết sai, sau đó các bạn sẽ thu hồi liên hai về cùng với biên bản đó kẹp vào quyển hóa đơn và các bạn phải xuất một hóa đơn khác thay thế. Nếu như các bạn đã làm đầy đủ hai bước như vậy thì khi kê khai thuế giá trị gia tăng trên bảng kê bán ra thì các bạn sẽ kê ở khi các bạn kê ở trên báo cáo sử dụng hóa đơn định kỳ thì bạn sẽ kê ở trên cột xóa bỏ. Còn ý thứ hai trong câu hỏi của bạn là trong trường hợp bạn đã viết hóa đơn xuất hàng giao cho công ty HP, sau đó 4 ngày công ty HP trả lại hàng thì tôi lưu ý các bạn về việc ghi nhận lý do hàng trả lại, các bạn phải đầy đủ thủ tục. Thứ nhất là hai bên phải có biên bản ghi nhận lý do hàng trả lại. Thứ hai, bên trả lại hàng phải xuất lại hóa đơn cho số hàng trả đó và bên các bạn là người nhận hàng sẽ làm thủ tục nhập kho. Thế còn khi ghi nhận hóa đơn hàng trả lại thì các bạn kê khai thuế
trên bảng kê bán ra. Tức là đối với bên các bạn nhận hàng trả lại, chúng ta phải kê trên bảng kê bán ra và chúng ta kê số âm. Còn đối với bên mua hàng, người ta trả lại hàng thì họ sẽ phải kê ở bảng kê mua vào và họ sẽ kê số âm. Vâng, và câu hỏi thứ hai gửi tới cho chương trình là một câu hỏi đến từ một bạn gái ở Bắc Ninh có địa chỉ email là hươngphạmnt445a@gmail.com. Và đây là một câu hỏi mà rất nhiều người gặp phải và thường lúng túng khi không biết giải quyết như thế nào. Và trong thư thì bạn Hương Phạm có viết như sau: khi bị mất một hóa đơn giá trị gia tăng, em phải xử lý như thế nào? Và xin mời chuyên gia Việt Hà. Thì câu hỏi bạn đưa ra khi bạn làm mất hóa đơn giá trị gia tăng thì thực ra trong này bạn phải nêu rõ là bạn làm mất hóa đơn đầu ra hay hóa đơn đầu vào. Thì nhân tiện tôi trả lời vướng mắc của bạn khi gặp hai tình huống đó. Thứ nhất, nếu như bạn làm mất hóa đơn đầu ra, đó là do bên bạn, lỗi của bên bạn, thì cái này sẽ ảnh hưởng đến việc khách hàng người ta sẽ không chấp nhận thanh toán nếu chúng ta không hoàn thiện đầy đủ thủ tục cho họ. Cho nên trong tình huống này bạn sẽ phải lập một lập biên bản về mất hóa đơn gửi chi cục thuế quản lý, và căn cứ ở bên vào đó chi cục thuế người ta sẽ ra quyết định xử phạt đối với công ty bạn, và bạn sẽ photo liên một của hóa đơn gốc các bạn kẹp cùng với cái biên bản xử phạt, và trên hóa đơn photo bạn đóng dấu treo công ty của bạn giao cho bên mua, và bên mua người ta vẫn căn cứ đó họ hoàn toàn được kê khai thuế và họ được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Thế còn nếu như trường hợp mà các bạn làm mất hóa đơn đầu vào của công ty các bạn thì trong tình huống này thì các bạn sẽ thiệt hại là ta sẽ không có thuế được khấu trừ, và đồng thời là các bạn sẽ không được chấp nhận là chỉ tính vào chi phí, cho nên các bạn sẽ phải lập thông báo mất hóa đơn liên hai gửi chi cục thuế quản lý, và cơ thuế quản lý sẽ căn cứ vào biên bản, cơ thuế người ta sẽ căn cứ vào cái tình huống của bạn, người ta sẽ ra để quyết định xử phạt, và bạn sẽ liên hệ bên bán đề nghị họ photo và đóng dấu treo vào cái liên một, photo liên một đóng dấu treo, và các bạn sẽ kèm biên bản xử phạt cơ thuế cùng hóa đơn photo liên một liên gốc của bên bán, và các bạn cũng được quyền kê khai thuế và được tính vào chi phí của doanh nghiệp. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Hương Phạm, đó là em làm kế toán bán hàng cho công ty nên thường xuyên phải xuất hóa đơn nhưng vẫn đang lúng túng khi viết sai hóa đơn, thì phải xử lý như thế nào cho đúng mức? Thì đối với trường hợp mất hóa đơn thì tôi đã vừa giải đáp ở tình huống trước. Tuy nhiên ở đây tôi xin bổ sung thêm một trường hợp nữa là trong trường hợp chúng ta chúng ta viết hóa đơn nhưng bị sai mà hai bên đã tiến hành kê khai thuế rồi, thì trong trường hợp đó hóa đơn đấy không được chấp nhận hóa đơn xóa bỏ, mà các bạn sẽ phải lập một hóa đơn điều chỉnh. Nội dung hóa đơn điều chỉnh vẫn ghi rõ là điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm cho hóa đơn số bao nhiêu, ngày bao nhiêu đã xuất, và căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh đó hai bên lại tiếp tục bên bán các bạn là kê khai đầu ra và bên mua người ta tiếp tục kê khai đầu vào. Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Và tiếp theo thì chúng ta có một câu hỏi nữa đến từ một bạn ở Vĩnh Phúc, và câu hỏi này có nội dung như sau: tháng 8 năm 2014, công ty em xuất hóa đơn bán sơn cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Long. Sau đó 4 ngày bên mua trả lại hàng do sai mã màu. Vậy kê khai thuế giá trị gia tăng ta phải làm như thế nào? Xin mời chuyên gia. Trong tình huống mà các bạn có nhận được hàng bán trả lại của bên mua vì một lý do là do lỗi người ta cung cấp sai so với hợp đồng kinh tế đã ký kết, thì trong tình huống này các bạn tiếp nhận hóa đơn bên mua người ta trả lại hàng, thì các bạn sẽ kê khi báo cáo thuế giá trị gia tăng kê ở bảng kê bán ra phụ lục 01-1 thuế giá trị gia tăng, các bạn sẽ kê và chúng ta ghi số âm trên đó. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một câu hỏi nữa gửi đến cho chương trình là một bạn có địa chỉ email huyenguyen19pt@gmail.com đến từ Phú Thọ. Trong thư thì bạn có viết: vừa rồi công ty em bán hàng cho khách hàng và xuất hóa đơn trị giá 176 triệu đồng. Bên em cho người đem hóa đơn sang giao cho kế toán bên công ty đó. Nhưng hiện nay công ty đó báo lại là chưa nhận được hóa đơn này và yêu cầu bên em trả lại hóa đơn thì họ mới thanh toán. Em là người trực tiếp đi giao hóa đơn nhưng không bắt họ ký nhận. Em đang rất lo lắng và rất mong được sự giải đáp của chương trình. Và xin mời chuyên gia. Tình huống bạn đưa ra này thì tôi xin giải đáp thêm một chút nữa là khi mà các bạn giao hóa đơn cho khách hàng thì sau này tất cả những cái trường hợp giao hóa đơn bạn nên cẩn thận, bạn phải làm sẵn một biên bản giao nhận hóa đơn, bởi vì là khi ta chuyển đến cho khách hàng người ta phải ký vào đấy để chúng ta đã cái đấy là cái xác thực để sau này người ta đã giao, tức là mình đã hoàn thành được hết nghĩa vụ của bên bán. Thì trong tình huống này thì do một cái sơ suất là các bạn là không làm biên bản giao nhận hóa đơn, cho nên là cái việc hai bên là không biết là đã nhận được hóa đơn hay chưa, nó không biết là lỗi ở bên nào, nhưng mà chắc chắn là hôm nay là khách hàng đã từ chối thanh toán là đúng rồi. Thì ở đây trong trường hợp này để giảm thiểu rủi ro doanh nghiệp thì các bạn phải
lập một cái thông báo mất hóa đơn gửi chi cục thuế quản lý, và đương nhiên chi cục thuế sẽ quản lý các bạn, sẽ xử phạt và xử phạt công ty các bạn. Và khi các bạn thực hiện các nghĩa vụ phạt đó xong thì các bạn sẽ photo liên một, đóng dấu treo kèm biên bản xử phạt hóa đơn để giao cho người mua, người ta làm căn cứ để người ta kê khai thuế và người ta tính chi phí. Còn nếu không thì nếu chúng ta không làm động tác đấy thì các bạn sẽ phải xuất một hóa đơn khác cho họ, như vậy thì đương nhiên là các bạn sẽ bị tính doanh thu và tính thuế lên hai lần, và sau này còn ảnh hưởng đến cái việc hàng hóa tồn kho trong kho của doanh nghiệp các bạn nữa. Và một câu hỏi nữa dành cho chuyên gia của chúng ta trong ngày hôm nay đến từ một bạn học viên của kế toán Hà Nội tại chi nhánh quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, và bạn ấy có hỏi chuyên gia như sau: công ty em nợ thuế giá trị gia tăng nên cơ quan thuế cho ngừng hoạt động từ tháng 11 năm 2013, nhưng công ty em không nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc ngừng hoạt động vì công ty em vẫn xuất hóa đơn cho khách hàng đến trước ngày 20 tháng 1 của năm 2014. Xin hỏi như vậy thì công ty em phải xử lý như thế nào? Nếu không xử lý được thì bị phạt như thế nào? Thì trong tình huống này bạn đưa ra thì theo tôi nhận định là các bạn mô tả tình huống chưa đúng. Bởi vì nếu đúng như quy định quản lý thuế hiện hành thì nếu như trường hợp doanh nghiệp mà của chúng ta mà nợ thuế giá trị gia tăng thì đấy không phải là lý do để cơ quan thuế người ta đóng mã số thuế của doanh nghiệp các bạn. Chắc chắn là có khả năng là ở đây là doanh nghiệp của bạn là không thực hiện các thủ tục kê khai báo cáo hàng tháng hàng quý theo đúng quy định, cho nên là cơ quan thuế người ta mới đóng mã số thuế, cho nên bạn phải xem lại tình huống này. Còn nếu mà đúng như cái việc mà doanh nghiệp bạn đã bị đóng mã số thuế mà tiếp tục sang tháng 1 năm 2014 thì các bạn vẫn tiếp tục xuất hóa đơn, thì trong tình huống này là các bạn sẽ rơi vào việc là sử dụng hóa đơn là bất hợp pháp. Vâng, và một câu hỏi nữa dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đó là đến từ một bạn gái ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, và bạn cũng mới tham gia làm kế toán. Trong thư thì bạn có viết như sau: em vừa làm kế toán thuế cho công ty từ tháng 9 năm 2014 và đang trong quá trình thử việc. Dự kiến sang tháng 11 chị kế toán tổng hợp nghỉ việc và em phải tiếp nhận công việc. Nhưng em thấy chứng từ còn đang rất lộn xộn, không biết cách tiếp nhận như thế nào, đề nghị chương trình hướng dẫn giúp em. Và xin mời chuyên gia của chương trình. Thì đối với các bạn mới bước vào nghề kế toán, nhất là khi mà chúng ta mà tiếp nhận một cái công việc của người kế toán cũ thì các bạn rất hay mắc vấn đề về tiếp nhận số liệu bàn giao. Ở đây chúng ta thấy một điều là trong nghề kế toán ta, giữa sổ sách và chứng từ kế toán là hai vấn đề đặc biệt quan trọng đến một doanh nghiệp. Cho nên là lưu ý các bạn khi thực hiện tiếp nhận bàn giao chứng từ kế toán, nguyên tắc đầu tiên là các bạn phải thực hiện tiếp nhận bằng văn bản. Tức là phải có các bạn phải lập cái biên bản bàn giao ba bên, một bên là người bàn giao, một bên là các bạn và một người bên thứ ba chứng kiến. Thì thông thường tốt nhất là bạn nên là có chủ doanh nghiệp người ta sẽ ký xác nhận vào đấy. Thì nguyên tắc ở đây chúng ta sẽ có bàn giao hai vế, đó là sổ sách và chứng từ. Sổ sách kế toán tức là những cái gì mà người kế toán cũ người ta đã làm ra và người ta in có chữ ký đóng dấu ở đấy. Nói đơn cử ví dụ như là các báo cáo tài chính định kỳ hàng năm đã nộp cho cơ quan thuế, các tờ khai thuế hàng tháng hàng quý, rồi các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, vân vân, đấy là những cái sổ sách. Nhưng mà trong cái vấn đề bàn giao sổ sách này thì bạn nên phải có cả hai phần, là bàn giao cả bản cứng và bàn giao bản mềm. Bản cứng ở đây tôi vừa nói là những cái gì người ta đã in ra, còn bàn giao file mềm có nghĩa là chúng ta phải bàn giao về mặt số liệu về file Excel hoặc là những cái phần mềm kế toán mà công ty đang sử dụng để sau này sẽ trợ giúp cho công việc của bạn về sau này nữa. Thế còn bàn giao về chứng từ kế toán thì chứng từ ở đây thì tôi nói là đây là chứng từ gốc trong kế toán, cái chứng từ photo thì không có giá trị. Chứng từ gốc ở đây thì rất nhiều các loại chứng từ hợp đồng lao động, từ các chứng từ ngân hàng, từ hợp đồng mua vào bán ra, hóa đơn đầu ra đầu vào, rồi thậm chí hồ sơ về tiền lương, rồi các phiếu thu phiếu chi, tất cả những cái đấy chúng ta phải bàn giao rõ ràng cụ thể, và lưu ý vẫn nhắc lại đó là bàn giao về mặt biên bản có sự xác nhận giữa ba bên. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo mà bạn muốn gửi cho đến cho chuyên gia đó là: thời điểm tháng 1 năm 2014 đến tháng 5 năm 2014 đã xảy ra các trường hợp hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ, viết tắt tên cơ quan, hóa đơn đóng dấu treo, kê khai hóa đơn công ty khách hàng thành công ty mình. Thì tất cả những trường hợp hóa đơn đầu vào bạn rơi vào tình trạng như vậy thì những hóa đơn đó sẽ không đủ điều kiện để chúng ta kê khai khấu trừ thuế.
Thì khi chúng ta đã phát hiện ra sai sót như vậy mà những hóa đơn đó công ty các bạn đã thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng ở từ các thời điểm tháng 1 đến tháng 5 năm 2014, thì khi phát hiện ra sai sót các bạn sẽ thực hiện là lập lại tờ khai điều chỉnh cho các tháng mà chúng ta đã kê khai nhầm những hóa đơn đó vào. Và nguyên tắc điều chỉnh ở đây là các bạn sẽ điều chỉnh giảm các hóa đơn đầu vào. Thì kỹ thuật khai điều chỉnh như thế nào, tôi sẽ có những cái phần giới thiệu chi tiết hơn trong những cái buổi tập huấn về nghiệp vụ kế toán cũng như là việc nghiệp vụ kê khai báo cáo thuế. Thì hy vọng lúc đó các bạn sẽ chú ý lắng nghe để chúng ta thực hiện được cái việc điều chỉnh cho đúng quy định. Vâng, hy vọng rằng với những lời chia sẻ của chuyên gia Việt Hà thì bạn đã có thêm những kinh nghiệm để tiếp nhận công việc mới của mình. Vâng, và một câu hỏi nữa dành cho chuyên gia của chúng ta trong ngày hôm nay, đó là một câu hỏi đến từ một bạn có địa chỉ email là tuongvy277a@gmail.com. Hiện tại thì bạn đang học tại chi nhánh Hà Đông và trong thư thì bạn có viết như sau: nếu doanh nghiệp mình mua nguyên vật liệu để sản xuất thì thời gian thanh toán tiền cho người bán tối đa là bao nhiêu ngày? Thì đối với lĩnh vực kế toán hay là đối với cơ quan thuế thì người ta sẽ không đề cập đến quy định đến việc là thanh toán giữa người mua người bán tối đa là bao nhiêu ngày, mà việc này là xuất phát từ sự thỏa thuận giữa hai bên và được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng kinh tế ký kết khi chúng ta tiến hành giao dịch. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Văn hóa doanh nghiệp thì nó cũng là một phần của văn hóa xã hội. Thì trong mỗi doanh nghiệp thì đều có những cái đặc trưng riêng. Từ khi hình thành doanh nghiệp thì bản thân cái người chủ thì xây dựng cho mình một cái triết lý kinh doanh, một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh, một cái giá trị cốt lõi. Để từ đấy làm sao mà trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động thì sẽ tác động tới tất cả thành viên trong doanh nghiệp của mình để hướng tới một cái văn hóa doanh nghiệp và hướng tới một cái giá trị để lợi ích cho xã hội. Những hoạt động của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân là khởi đầu của một sáng kiến tốt, một tầm nhìn xa khi đất nước đang ở những năm tháng khởi động cho một quá trình phát triển lâu dài, xây dựng đội ngũ doanh nhân chuyên nghiệp, hiện đại trên con đường phát triển kinh tế và hội nhập. Một doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa không thể thiếu các phẩm chất như tổ chức đoàn kết sáng tạo trong sản xuất. Trong môi trường làm việc, mọi cộng đồng từ lãnh đạo đến nhân viên phải có tác phong làm việc tự giác, tính kỷ luật cao trong công việc. Luôn nhận thức được khách hàng không chỉ là đối tượng để cung cấp sản phẩm, mà còn là người nuôi dưỡng doanh nghiệp tồn tại phát triển. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn hỏi Kế toán Hà Nội trả lời. Và trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề quản lý sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp dưới sự giải đáp của chuyên gia Việt Hà. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng giải đáp những câu hỏi tiếp theo của chương trình. Và một câu hỏi dành cho chuyên gia đến từ một bạn gái có địa chỉ là trần thị tâm 88@gmail.com tại Quảng Ninh. Và trong câu hỏi của bạn muốn gửi chuyên gia thì có nội dung như sau: công ty em thành lập tháng 4 năm 2014 theo phương pháp trực tiếp. Vậy nếu hết tháng 12 năm 2014 mà đủ doanh thu 1 tỷ thì sang tháng 1 năm 2015 có được làm công văn xin chuyển sang phương pháp khấu trừ hay không, hay là bắt buộc phải đến tháng 4 năm 2015 mới hết 2015 mới được? Thì đối với việc doanh nghiệp bạn mới thành lập thì các bạn đang sử dụng phương pháp tính thuế giá trị tăng là phương pháp trực tiếp. Nay khi chúng ta muốn chuyển đổi sang phương pháp khấu trừ thì cách xác định như sau: các bạn đến hết kỳ kê khai thuế tháng 11, các bạn sẽ cộng tổng doanh thu từ tháng 4 đến tháng 11, và như vậy là được 8 tháng. Các bạn chia trung bình tổng doanh thu cho 8 tháng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ ấy, chia trung bình cho 8 tháng và bạn nhân lên 12 tháng. Nếu đạt trên 1 tỷ thì các bạn sẽ nghiễm nhiên được áp dụng phương pháp khấu trừ. Còn nếu mà dưới 1 tỷ thì chúng ta có công văn, tức là ở đây các bạn sẽ phải lập cụ thể là cái mẫu 06 để các bạn đăng ký với cơ quan thuế, và cơ quan thuế người ta giải đáp. Nếu người ta đồng ý cho người ta chuyển sang phương pháp khấu trừ thì bạn sẽ được áp dụng phương pháp khấu trừ ngay từ thời điểm tháng 1 năm 2015. Vâng, và câu hỏi tiếp theo dành cho chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay đến từ một bạn có địa chỉ email là lephuong77.ntta@gmail.com, và trong thư thì bạn có đặt câu hỏi như sau: ngày 1 tháng 9 năm 2014, em phát hiện một hóa đơn chưa kê khai thuế, vậy xử lý như thế nào? Trong trường hợp nếu như em hỏi là bạn phát hiện một hóa đơn chưa kê khai thuế nhưng em chưa nêu rõ là hóa đơn đầu vào hay hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp em,
Giả sử nếu trường hợp em hỏi đấy là em sót hóa đơn kê khai thuế đầu vào, thì trong trường hợp này hóa đơn đầu vào cơ quan thuế người ta cho các bạn không giới hạn thời gian kê khai, miễn là cơ quan thuế chưa có quyết định thanh tra kiểm tra. Có nghĩa là ví dụ tháng 9 em quên không kê khai thì có thể tháng 10, tháng 11, tháng 12 vân vân em vẫn có thể kê khai tiếp tục được. Còn trường hợp nếu như em đã bỏ sót hóa đơn đó là hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp thì em bắt buộc phải lập lại tờ khai điều chỉnh cho cái tháng mà em đã kê khai, với điều kiện là doanh nghiệp kê khai theo tháng. Còn nếu mà em doanh nghiệp kê khai theo quý thì em phải điều chỉnh cho cái hóa đơn quý mà em kê khai tháng 9, còn lại sẽ là hóa đơn của quý 3 trong năm. Thì việc lập tờ khai điều chỉnh trong trường hợp này thì em sẽ phải bổ sung thêm cái số tiền hàng và tiền thuế của nó trên chỉ tiêu tờ khai. Và kỹ thuật lập tờ khai điều chỉnh như thế nào thì tôi lại nhắc lại là chúng tôi sẽ có riêng một buổi tập huấn giải đáp về cách khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng. Vâng, và một câu hỏi nữa cũng đến từ bạn Lê Phương muốn hỏi chuyên gia, đó là hợp đồng đã ký, hàng hóa đã giao, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn đầu ra, nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng bên B chưa thanh toán bên A, vậy có luật nào xử lý khoản nợ của bên B không? Vâng, xin mời chuyên gia. Thì trong thực tế thì diễn ra quan hệ mua bán hàng hóa giữa hai bên thì nó hay gặp, hiện nay hay gặp tình trạng là doanh nghiệp chúng ta khi bán hàng xuất hóa đơn giao hàng cho khách hàng, nhưng mà vấn đề về khó khăn về kinh tế cho nên là bên mua người ta chưa thể thanh toán tiền cho các bạn theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Thì trong trường hợp này về lĩnh vực thuế kế toán thì người ta cũng không có trách nhiệm xử lý cái khoản công nợ của người mua đối với các bạn, mà đấy là vấn đề là quan hệ kinh tế mua bán công nợ giữa hai bên, là đấy là do cái doanh nghiệp chúng ta với bên khách hàng, chứ cơ quan thuế người ta không can thiệp vào lĩnh vực đấy. Và đương nhiên bạn bán hàng thì bạn phải thực hiện đúng nguyên tắc là giao hàng, bạn xuất hóa đơn, tính thuế và tính doanh thu đầu ra. Vâng, và một bạn gái đến từ Thái Nguyên thì có gửi câu hỏi cho chuyên gia như sau: nếu doanh nghiệp phát sinh doanh thu ở tỉnh khác nhưng chưa nộp thuế vãng lai giờ đã quá 6 tháng thì có phải nộp không? Và nếu nộp mà quá 6 tháng không được khấu trừ thì có được cho vào tài khoản 811 không? Trường hợp của bạn hỏi thì liên quan đến việc nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh, và nhất là hay gặp đối với doanh nghiệp xây dựng khi thi công công trình ngoại tỉnh. Thì khi thi công công trình ngoại tỉnh thì về nguyên tắc các bạn sẽ phải nộp thuế vãng lai tại tỉnh đó, và nếu mà lĩnh vực xây dựng thì các bạn sẽ phải tạm nộp là 2%. Khi các bạn đã quên không nộp trong thời gian 6 tháng thì bây giờ các bạn phát hiện ra chưa nộp thì bắt buộc chúng ta phải nộp bổ sung thêm cái số chúng ta chưa nộp. Và đương nhiên khi bạn nộp tại thời điểm nào thì bạn vẫn được kê khai khấu trừ vào đầu vào tháng đó. Vâng, và câu hỏi cuối cùng dành cho chuyên gia của chúng ta trong ngày hôm nay với nội dung như sau: theo em, các bạn kế toán thuế đều biết cách kê khai cho doanh nghiệp cũng như làm các báo cáo thuế khác cho doanh nghiệp. Vậy tại sao mỗi lần quyết toán thuế, doanh nghiệp lại xác định là sẽ mất thêm một khoản tiền? Tiền đó có phải mình làm sai không ạ? Hay là hầu hết các kế toán đều làm sai? Vâng, xin mời chuyên gia. Thì ở câu hỏi này của bạn thì tôi đầu tiên là khẳng định với cái quan điểm nghề nghiệp khi chúng ta làm kế toán để chúng ta định hình rõ. Tức là sau này các bạn đi làm công việc kế toán thì bạn sẽ có hai vấn đề các bạn phải xử lý. Đó là thứ nhất, người ta gọi là kế toán quản trị, hay còn ngôn từ thông thường để dùng dễ hiểu là kế toán nội bộ. Và ngôn từ thứ hai người ta gọi là kế toán thuế, hay trong sách người ta gọi là kế toán tài chính. Thì thực ra là hai cái loại kế toán đấy thì chúng ta đều chu trình, chúng ta đều phải làm như nhau. Nếu như kế toán nội bộ là chúng ta sẽ phải đáp ứng nhu cầu để quản lý doanh thu, chi phí, tính toán làm sao ra kết quả chính xác nhất cho ông chủ doanh nghiệp ta nắm bắt được, thì kế toán thuế chúng ta phải làm trên cơ sở số liệu ta là những cái chi phí hợp lý, hợp lệ, thể hiện bằng những hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ. Và như vậy thì thực tế thì trong doanh nghiệp ta thấy là chi phí của doanh nghiệp diễn ra rất là nhiều, muôn hình muôn vẻ, nhưng để cơ quan thuế người ta chấp nhận những cái chi phí đấy hợp lý, hợp lệ hay không thì đấy là cả một cái kinh nghiệm cũng như kỹ năng mà các bạn làm kế toán cần chúng ta cần phải trau dồi. Thì ở đây thì các bạn nói là kế toán thì hầu hết chúng ta biết làm các công việc kê khai báo cáo thuế định kỳ hàng tháng, hàng quý. Thì thực ra công việc đấy chỉ là công việc bề nổi của kế toán thuế. Đó là cơ quan thuế người ta cho chúng ta thực hiện theo nguyên tắc là tự kê khai và tự nộp thuế. Là các bạn đã dừng lại ở bước là đã biết kê khai các loại thuế đúng định kỳ và nộp thuế đúng thời gian quy định. Thế còn cái bản thân cái việc mà chúng ta hạch toán những cái số liệu của doanh nghiệp vào sổ sách để cuối năm lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế, nó có đúng hay không, đúng theo quy định, là đủ đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ hay không,
thì hầu hết là các bạn chưa kỹ năng đấy. Và các bạn khi mà trong quá trình làm thì chúng ta cứ hiểu là chúng ta đã làm đúng, nhưng thực ra đối với cơ quan thuế thì nó lại không đảm bảo tính hợp lý hợp lệ. Cho nên là khi thanh kiểm tra quyết toán thuế thì khi cơ quan thuế người ta phát hiện ra những cái gì mà chúng ta hạch toán không đầy đủ chứng từ hợp lý hợp lệ thì đương nhiên cơ quan thuế người ta sẽ loại bỏ ra và người ta sẽ thu lại thuế, đồng thời tính tiền phạt. Cho nên là mấy năm một lần cơ quan thuế xuống quyết toán như các bạn nói ấy, thì lúc đấy thì doanh nghiệp thông thường là hay bị truy thu là do những cái mà chúng ta đã đưa vào không đảm bảo thủ tục. Thì vấn đề mà chúng ta để hiểu thế nào chi phí hợp lý hợp lệ thì có lẽ là sẽ có một chương trình riêng chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn để các bạn nắm được một cách cơ bản nhất về tính hợp lý hợp lệ khi chúng ta làm kế toán thuế. Vâng, xin được cảm ơn những lời giải đáp và chia sẻ tận tình của chuyên gia Việt Hà, và cũng xin được cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc quý vị và các bạn có thể gửi những thắc mắc, những câu hỏi về hòm thư kthn@gmail.com thì quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp đến cho chúng tôi. Và ngay sau đây thì chúng ta đã có một cuộc kết nối từ một khán giả gọi điện về cho chương trình. Alo, xin được chào bạn ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Vâng, em đến từ Thanh Hóa. Em xin có một câu hỏi tới chương trình như sau. Dạ vâng ạ. Vừa rồi công ty em thuê kho để chứa hàng hóa, hợp đồng thuê kho là 3 năm, kho chỉ để chứa hàng hóa, không phát sinh hoạt động kinh doanh. Vậy công ty cần làm những giấy tờ, thủ tục gì để hóa đơn thuê kho hợp lệ ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn một bạn khán giả đến từ Thanh Hóa đã gọi điện và đã hỏi câu hỏi cho chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây thì xin mời chuyên gia Việt Hà giải đáp câu hỏi của bạn ạ. Vâng, chào bạn. Thì trong tình huống bạn đưa ra, tôi xin phép được trả lời như sau. Công ty các bạn mới phát sinh thêm việc thuê một nhà kho để chứa hàng hóa. Như vậy là cái nhà kho đấy của công ty các bạn là một đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương của các bạn. Và để cái chi phí thuê kho cũng như là tất cả các chi phí sau này phục vụ cho cái hoạt động của kho đấy được coi là chi phí hợp lý hợp lệ thì các bạn sẽ phải lập mẫu 08 đăng ký thuế gửi cho chi cục thuế quản lý, và căn cứ mẫu 08 đó sau đó các bạn sẽ thực hiện nộp bổ sung thuế môn bài cho cái cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc mới thành lập đó, và cụ thể mức thuế môn bài bạn phải nộp một năm là 1 triệu. Thì các bạn làm xong đầy đủ thủ tục kết hợp với các bạn chi phí thuê kho nó có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì tất cả những chi phí đấy sẽ được chấp nhận là chứng từ hợp lệ sau này của công ty các bạn. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận thêm một kết nối nữa đến cho chương trình. Alo, chương trình xin nghe ạ. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, xin được chào bạn, và trước khi bạn đặt câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Dạ vâng, em chào chị. Em là một kế toán viên, nhưng mà em mới ra trường ạ. Em là của một công ty em cũng thành lập thôi ạ. Cho em hỏi một câu hỏi được không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời bạn hãy đặt câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi, chuyên gia Việt Hà. Dạ vâng ạ, công ty của em mới thành lập ngày 20 tháng 9 năm 2014 ạ. Và có tổng hóa đơn thuê văn phòng chủ sở công ty. Và em không biết là công ty em sẽ dùng phương pháp cầu hay trực tiếp để làm thủ tục bên em có hóa đơn khi bán hàng ạ. Em đề nghị thương để đáp giúp em nhé ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và xin mời chuyên gia Việt ạ. Vâng, chào bạn nhé. Thì trong trường hợp của công ty của bạn thì thành lập ngày 20 tháng 9 năm 2014 đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Như vậy là công ty của bạn là sẽ được áp dụng theo đúng cái thông tư số 119 của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ 1 tháng 9 năm 2014. Thì trong trường hợp công ty các bạn mới thành lập, các bạn muốn thực hiện phương pháp khấu trừ, các bạn sẽ lập cho tôi cái mẫu 06 gửi cho chi cục thuế quản lý của bạn, và chi cục thuế sẽ quyết định là doanh nghiệp bạn dùng phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp, và trường hợp của công ty bạn thì sẽ là được áp dụng phương pháp khấu trừ. Bởi vì bây giờ người ta cũng không giới hạn về cái việc chúng ta cần phải đầu tư mua sắm tài sản cố định hay máy móc thiết bị trên 1 tỷ nữa thì theo cái thông tư 219 nữa đâu. Mà các bạn có phát sinh thuê trụ sở văn phòng, có hợp đồng thuê, hóa đơn thuê là bạn sẽ được dùng phương pháp khấu trừ đó. Và khi mà cơ quan thuế có công văn chấp nhận doanh nghiệp thực hiện phương pháp khấu trừ thì bạn muốn có hóa đơn để thực hiện xuất ra khi bán hàng, tức là hóa đơn này các bạn sẽ phải dùng hóa đơn giá trị gia tăng và các bạn sẽ làm thủ tục đặt in. Trường hợp bạn sẽ trước mắt làm thủ tục đặt in. Thì thủ tục đặt in thì các bạn cần phải có một là công văn của cơ quan thuế xác nhận cho phép doanh nghiệp dùng pháp khấu trừ,
kết hợp với là các bạn photo công chứng cái giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cùng với chứng minh thư nhân dân của người đi làm thủ tục cũng như là giới thiệu của công ty, và các bạn đến với bên nhà in, các bạn liên hệ, các bạn làm thủ tục đặt in hóa đơn. Nhưng lưu ý khi bạn nhận hóa đơn đặt in về rồi thì bạn không được phép sử dụng ngay đâu nhé, mà các bạn là phải lập cái thông báo phát hành hóa đơn gửi chi cục thuế quản lý, và tối sớm nhất là sau 5 ngày kể từ ngày lập thông báo phát hành hóa đơn thì bên doanh nghiệp bạn mới được phép sử dụng hóa đơn khi bán hàng. Vâng, chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn chương trình đã thành công của em ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc quản lý và sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp tưởng chừng như đơn giản, thế nhưng trong nhiều trường hợp phát sinh lại khiến kế toán của chúng ta gặp nhiều khó khăn trong công việc. Và trong ngày hôm nay, dưới sự giải đáp của chuyên gia Việt Hà, hy vọng những thắc mắc và khó khăn đó của quý vị sẽ được tháo gỡ. Và mọi thông tin chi tiết cũng như mọi thắc mắc, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ hòm mail kthn@gmail.com. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.